Giới thiệu các đồ chơi của con đi. Tớ giới thiệu, con tới nhà tớ đầy đồ chơi, ô tô mà vứt hết rồi. Con giới thiệu đi, con giới thiệu đồ chơi, con có những cái gì này? Tôi có cái đồ lắp ghép, ô tô, khủng long. Chơi thế nào? Tớ chơi, tớ xong, tớ lại làm một cái đồ chơi to đùng. Mai tớ sẽ làm cho các bạn xem. Thì con nói xem với các bạn bây giờ là chơi xong thì mình cất đồ chơi vào giỏ này, nhà mình cũng cất đồ chơi vào giỏ đi. Đúng, tôi phải để bàn gọn vào. Con có thể đọc bài thơ nào cho các bạn xem được không? Không, tớ giới thiệu nhà tớ có một con vịt. Con vịt quạc quạc, màu trắng màu trời. Màu có màu gì, cái cổ vòng cổ nó. Các cậu muốn chơi thì cậu vừa chơi.